Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sa Đéc, trong ngày 6 tháng 8 năm 2021, thành phố ghi nhận 85 ca mắc mới từ việc tầm soát diện rộng trong những ngày qua. Tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc cộng dồn đến nay là 1.398 ca. Thành phố tập trung toàn lực thực hiện kế hoạch tầm soát trên diện rộng theo đại diện hộ gia đình để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm làm sạch từng tổ, khóm ấp trong địa bàn dân cư, tại những điểm nóng ở từng xã phường trong đợt cao điểm 5 ngày, từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021 với tổng số 26.186 hộ, 96.738 nhân khẩu. Tính đến 15 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2021, thành phố đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 2.056 hộ ở phường 3, phường 4, phường An Hòa và xã Tân Quy Tây đã chuyển mẫu về CDC tỉnh chờ kết quả. Trong ngày, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát đã xử phạt 73 trường hợp ra đường không thực sự cần thiết với tổng số tiền xử phạt 146 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.